Đồng hồ Thành Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2016. Đồng hồ Thành Nhân xin giới thiệu hai bộ tranh Tứ Quý Khảm Trần Ốc trên chất liệu gỗ vụ, được đánh vali trần màu mận chín. Hai bộ tranh Tùng Cúc Trúc Mai. Bộ quý vị đang xem trên màn hình đây là có kích thước là chiều rộng một bức là 30 và chiều cao là 1m17. Đục Tứ Quý khảm ốc Tứ Quý, trên là bát tiên du đông hải khảm trần ốc. Đường nét chạm trổ rất là khảm trai, rất là sắc nét, màu sắc tự nhiên. Đây quý vị đã xem cho mình, đây là cái trúc. Đây quý vị đã xem trên màn hình, khi nhìn bên ngoài còn đẹp hơn. Khảm toàn bộ ốc hết, ốc Singapore. Ta nhìn mỗi một chiều nhìn là một màu khác nhau, nhìn dọc một màu, nhìn ngang một màu, nhìn thẳng là một màu. Riêng cái đường nét khảm ốc nó riêng biệt như vậy, khảm ốc nó nhìn tứ diện. Để đi sang bức bộ thứ hai cũng là khảm ốc. Bức bộ này làm theo lối hai khung và chiều cao một bức là 1m2. Bộ này cao 1m2, chiều ngang khả năng to hơn bộ kia. Bộ này là làm hai khung, chiều rộng là 30, chiều rộng là 36 và chiều ngang là 1m2. Bộ này cũng được khảm toàn bộ ốc hết, và trên cũng là khảm bát tiên, ở dưới là khảm tứ linh, bên dưới là khảm long ly kỳ phượng. Đường nét khảm rất đẹp, toàn bộ là khảm bằng ốc hết. Đấy quý vị có thể xem. Quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình. Đồ gỗ Thành Luân khảm chất liệu ốc rất là đỏ. Đây, đi xem đây là cái trúc, nhìn ánh đỏ rất là đẹp. Do thời tiết đang quay, hiện giờ đang là lúc 17:30 chiều, cho nên là ánh sáng cũng chưa được rõ nét. Đây quý vị có thể xem đây, buổi tối mà quay còn đẹp như này, nhưng mà nhìn bên ngoài còn đẹp hơn rất nhiều. Đường nét khảm theo đúng lối cổ, rất thưa thoáng và đẹp. Cái tùng hạt diên yên rất là đẹp. Thì quý vị có thể thấy trên màn hình, màu sắc rất là rực rỡ, hoàn toàn tự nhiên, được chạm khảm hoàn toàn bằng tay.
Thành Nhân xin giới thiệu một số sản phẩm tranh bộ tứ quý. Quý vị có thể gọi điện cho số điện thoại và hỏi là bộ tranh tứ quý ô vụ được khảm ốc này được quay vào hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2015, xin lỗi quý vị, năm 2016. Đây là bộ tranh tứ quý, ở trên là khảm bát tiên và dưới là khảm tứ linh, có kích thước là chiều rộng 36 và chiều cao là 1m2, khảm ốc rất là đỏ và đẹp. Ở đây bốn bức này có chiều cao là 1m17 và chiều ngang là có 30, cũng khảm tứ quý và trên là bát tiên. Ngoài ra đồ gỗ Thành Nhân còn rất nhiều các sản phẩm về tranh khác, quý vị có nhu cầu hãy liên hệ theo số điện thoại ghi trên màn hình. Đồ gỗ Thành Nhân cơ sở 1 ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 số nhà 71-73 đường Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đồ gỗ Thành Nhân xin kính chào quý vị.